Ngày 30 tháng 11, Trung tâm Bồi dưỡng Chính trị huyện tổ chức hội nghị báo cáo viên định kỳ tháng 11 năm 2018. Dự hội nghị có đồng chí Hà Ngọc Liên, Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Trưởng ban Tuyên giáo Huyện ủy, báo cáo viên các đảng bộ chi bộ trực thuộc. Tại hội nghị, các báo cáo viên được nghe những thông tin về tình hình thiên tai, công tác phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn trong thời gian qua, một số nhiệm vụ cơ bản trong thời gian tới, một số thành tựu trong công tác đối thoại đa phương trong đấu tranh giành độc lập dân tộc, thống nhất đất nước, triển khai chỉ thị số 25 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về đẩy mạnh nâng tầm đối ngoại đa phương đến năm 2020, tình hình Biển Đông trong thời gian gần đây. Về định hướng tuyên truyền trong thời gian tới, Ban Tuyên giáo Huyện ủy định hướng một số nội dung trọng tâm, đó là tiếp tục tập trung tuyên truyền Hội nghị Trung ương 8 khóa 12, kỳ họp thứ 6 Quốc hội khóa 14, tuyên truyền mục đích, ý nghĩa, việc thực hiện sắp xếp tổ chức lại bộ máy hệ thống chính trị của huyện, tuyên truyền kết quả phòng chống tham nhũng, nêu bật và khẳng định những kết quả đạt được, tác động tích cực của công tác phòng chống tham nhũng trong thời gian qua, xây dựng chỉnh đốn đảng, đẩy lùi suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, tự diễn biến, tự chuyển hóa, tuyên truyền kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2018, phương hướng năm 2019 của các cơ quan đơn vị, chú trọng thông tin cơ chế chính sách của huyện, tỉnh, hoạt động tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp sản xuất kinh doanh trên địa bàn huyện Lang Chánh, tuyên truyền quy tắc của cán bộ công chức, viên chức, người lao động làm việc trong các cơ quan đơn vị trong hệ thống chính trị huyện, tiếp tục tuyên truyền về xây dựng nông thôn mới, đặc biệt là các thôn bản đăng ký về đích năm 2018, phong trào thi đua hướng tới kỷ niệm 70 năm thành lập Đảng bộ huyện Lang Chánh.